Mình tu tập, mình học Phật để Phật mình theo sát cái lời Phật, để mình lấy những lời Phật đó mình làm cái ánh sáng đó, mình rọi vào từng cái chi tiết trong đời sống của mình. Có thể bây giờ nó đang biến dạng, nó đang ở một cái dạng tên khác. Có khi hồi bây giờ mình cũng háo danh, nhưng bây giờ mình bị nó lừa là làm Phật sự. Cái chữ làm Phật sự đó, đôi khi nó mình bị cái danh lợi nó lừa mình bằng cái chữ đó mà mình không biết. Cho nên đó, nếu mà Phật sự mà mình không có đủ cái năng lực để mình quán chiếu thì Phật sự nó cũng trở thành ma sự. Tại vì Phật ma nó sát bên. Khi nào mình tỉnh thì nó thành Phật, mà mình mê lầm là nó là ma. Vì chữ ma nghĩa là sự ngăn cản mình, sự trở ngại cho mình, và thậm chí chữ ma còn được dịch là cướp đoạt. Nó cướp đoạt đi cái sự thanh tịnh của mình. Và bây giờ nó biết mình rồi, khôn rồi, cho nên nó có thể lừa mình bằng những từ ngữ khác. Cho nên trong bốn thứ ma, cái ma phiền não nó sờ sờ mình thấy, nhưng mà có một thứ ma nữa nó khôn hơn, thì cái ma này gọi là thiên ma. Thiên ma có nghĩa là ma trời. Mà ma trời này thì nó làm sao? Nó rất là lanh lợi. Nó có thể lường gạt mình bằng những từ ngữ khác. Và thậm chí những cái từ ngữ đó nghe rất Phật học, hay là thậm chí những cái từ đó nghe rất thánh thiện, nhưng mà ở phía dưới của nó là nó đang dẫn mình đi xa với cái sự tu tập. Ví dụ như mình nhân danh là Phật tử mà mình làm những cái việc nó không phải là Phật tử, nhưng mà lúc nào mình cũng tưởng đâu là mình là Phật tử và đi làm Phật sự, nhưng mà thật sự nó không phải. Cho nên mình phải biết mình đang làm cái gì, thì cái đó gọi là chánh niệm. Trong Phật học nó có hai cái từ, một là tầm, hai là tứ. Quý vị thường, nếu ai đọc kinh nghiên cứu thường thì sẽ thấy hai chữ này. Chữ tầm là gì? À, chữ tầm nghĩa là mình đi tìm, cũng giống như mình nó đi tầm sư học đạo. Ví dụ mình nói vậy đó, tôi đi tầm sư học đạo. Thì chữ tầm này là mình đi tìm. Thì bây giờ mình đi tìm một cái gì rồi thì mình phải bám với cái đó. Thì cái đó gọi là tứ. Ví dụ trong khi mình ngồi thiền, mình kiếm một cái đề mục để giúp cho cái tâm mình định, thì có thể là mình lấy câu niệm Phật. Hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Thì mình tìm một cái cách nào đó để giúp cho cái tâm mình tịnh, là mình tâm rồi đó. Nhưng mình tứ nghĩa là mình bám với cái câu đó, giữ nó, mà hễ mà lâu lâu nó lôi mình đi, nó lôi mình đi, mình suy nghĩ một cái gì đó khác ngoài cái đó, thì mình biết là mình bị vọng tưởng, bị loạn, mình trở về. Mình tầm tứ như vậy để làm gì? Để mình ly đi, lìa đi những cái pháp bất thiện. Và những cái pháp bất thiện trong đạo Phật là gì? Đó là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, rượu chè, cờ bạc. Đó là cái pháp bất thiện. Trong Phật giáo gọi là ly ác pháp. Ác pháp là gì? Là cái pháp mà nó làm cho mình bị sai quấy. Chữ ác á, theo tiếng Việt Nam mình nghe ác á, thì mình nghĩ rằng cái đó là cái gì nó hung dữ lắm. Nhưng mà trong chữ Hán á, ác là gì? Nghĩa là những cái gì mình làm mà nó làm cho mình bị tổn giảm. Tổn giảm cái phước, tổn giảm cái đức, tổn giảm niềm vui là ác, chứ không có gì hết.
Ví dụ mình không có giết người, mình nghĩ là giết người mới ác, nhưng mà một lời nói của mình có thể làm người khác khổ, thì cái đó cũng là pháp ác. Một cái tư tưởng của mình, một cái hành động của mình. Tại là người ta, hai cha con người ta, hai mẹ con người ta đang hạnh phúc như vậy đó, mình tới mình nói sao mà cho hai mẹ con giờ ghét nhau. Đó là một dạng ác pháp. Mà cái ác pháp này nó thuộc về ngữ ngôn. Cho nên trong giới luật tỳ kheo, luật giới tỳ kheo nó có một cái pháp gọi là ác tác và ác thuyết. Ác tác là hành động ác, ác thuyết là lời nói ác. Cho nên nghe 250 giới nhiều như vậy đó, nhưng mà thật sự tất cả những cái đó nó liên hệ một phần lớn là về ác tác và ác thuyết. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta không nói là chúng ta làm. Và đôi khi gì? Là nói với làm một lượt luôn. Chơi mình tu á, là mình phải ly dục, ly ác pháp, có tầm, có tứ. Ly dục là gì? Là tất cả các sự ham muốn. Bất cứ một thứ ham muốn nào nó cũng đều làm cho mình khổ hết. Dù ham muốn thành Phật. Thật sự ra nếu ở cái mặt tích cực thì mình thay vì mình ham đi chơi, bây giờ mình ham tu. Nhưng mà thật sự nếu mà ở cái mặt nội tâm phân tích tu tập tâm hành thì cái gì có muốn là cái đó có khổ. Ví dụ bây giờ quý vị thấy tôi muốn dự khóa tu và tôi muốn được gặp thầy, mà tới đó cái ông thầy cũng bệnh không tới, thôi buồn hiu. Khổ không? Nó cũng khổ. Mặc dù cái khổ đó gì, nhưng mà nó có thoáng một chút, nó làm cho cái tâm mình bị tác động. Nghe nói là cái cô đó đó, cổ nấu ăn ngon lắm. Kỳ này tôi tới thì tôi thưởng thức cái món ngon cổ. Ai ngờ đâu, kỳ này cổ không có đi được. Trời ơi, bà nào nấu ăn muốn chết. Thì cái, nhưng mà ở, nếu mà nói về cái phương diện nào, muốn thì nó cũng có muốn thượng hay muốn hạ, gọi là dục hướng thượng, dục hướng hạ. Dục hướng thượng là như thích ăn chay, thích đi chùa, thích bố thí, thích tụng kinh, ví dụ vậy, cái đó là dục hướng thượng. Còn dục hướng hạ là ham đi chơi, ham đánh bài, ham cờ bạc, vân vân. Còn nếu mình nói ở cái phương diện tu tập, cái gì còn muốn, cái đó có khổ. Dù bất cứ thứ muốn nào, nhưng mà trong cuộc sống tu tập thì trước hết là phải khởi cái tâm muốn. Muốn cái gì? Vì thủy chung chúng ta là người sống trong cõi dục, thì chúng ta ở trong dục giới, trong ba giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là cái cõi còn ham muốn. Có cõi, những cái cõi khác người ta không còn ham muốn nữa, người ta chỉ nhìn thôi là người ta thỏa mãn. Sắc giới, thỉnh thoảng mình cũng vậy đó. Tôi không có tiền mua nhà nhưng tôi thích đi coi nhà vậy, coi đã mắt vậy. Đó là sắc giới đó. Window shop á, window shop là sắc giới. Còn dục giới là thấy xong rồi mọn túi, anh còn tiền không anh? Cho nên còn nếu như mà trường hợp mình vừa dục giới, mình vừa sắc giới, xong mình nói thôi, không cần, không mua, vô sắc giới. Thật nữ cái cõi đó nó cũng có thể ở đây, nó không có nhất thiết vào chỗ khác. Có nhiều khi con người mình thích cái đó mà không có tiền mua, nhưng mà vẫn thích đi coi. Pháp Hòa ví dụ á, hồi nhỏ Pháp Hòa đi học á, Hòa thích mặc áo sơ mi lắm. Tiếng người miền Tây kêu là mặc áo sơ mi bỏ thùng. Áo sơ mi bỏ thùng á. Mà nếu mà mình có thêm một cái áo len mà áo khỉ á, cái áo mà áo khỉ mặc ngoài nữa, trời, nhìn lịch lãm lắm.
Mà nếu mà có cái kiến đeo vô nữa trời trí thức. Cho nên hồi nhỏ mà đi học á, mà lúc đó chưa có cận nha, tối ngày gặp mấy đứa bạn nào có kiến, em mày cho tao mượn tao đeo. Đeo để nhìn sao? Nhìn cái trí thức. Tới hồi mình được đeo kiến rồi cái khổ. Tại vì bây giờ cái kiến nó phiền mình quá. Khi đi tu rồi á, đâu mặc mấy đó được nữa. Nhưng mà mấy cái cuốn magazine mà nó quảng cáo mấy đó vẫn khoái coi. Thì vẫn khoái coi là cái gì giới? Sắc giới. Anh có dục cũng được, có muốn cũng được, cho nên dục hết rồi. Giờ còn sắc giới mà. Thành thử ra thỉnh thoảng mình sống trong cảnh đó. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thật ra nếu khi nào mà anh nhìn cái đó mà anh có dục, có sắc, nhưng mà bây giờ mình thấy mình đủ rồi, và nó không cần gì nữa hết. Có đi ngang thì cứ đi ngang, mà nó không có cái tác dụng gì đối với mình nữa hết. Ví dụ như là mình tập sống đủ, thì mặc dù nó còn trong luân hồi, trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng mà ở cái tầng cao, trong ba cõi, cõi dục là cõi thấp, không, rồi cao chút nữa là cõi sắc, và cao chút nữa là cõi vô sắc. Nó không có tác dụng gì đối với mình nữa. Ví dụ một cái người mà người ta tu, mà người ta thấy, ví dụ mình mới bắt đầu mình tu, cái tâm mình nó còn biết nhìn người đẹp, người xấu này kia, nhưng mà mình sống với dục, với sắc. Nhưng mà đến một giai đoạn nào rồi mình thấy, nhưng mà nó không còn tác dụng gì đối với mình nữa. Mặc dù nó thỉnh thoảng nó rơi lớn, nhưng mà nó khá rồi. Cho nên cái chữ xuất gia đó, mình đi ra khỏi cái nhà mình đang sống ở trong nhà mình dễ lắm, nhưng mà ra cái nhà phiền não mới khó. Chứ còn mình ra khỏi nhà mình nè đó, ba bữa nay là cũng ra khỏi nhà rồi, thì cái nhà mình đang ở mà bước ra được á, dễ lắm. Nhưng mà ra cái nhà phiền não cả một vấn đề. Người ta nói thiếu chữ, hay là ta gọi mình không đúng thôi, hoặc là người ta có thương mình chút coi, là mình đã phiền não rồi. Ví dụ mình xuất hiện chỗ đó mà người ta không có mấy gì, ta niềm nở với mình, đói ông bụng nói, ủa bộ hình như mấy người này không biết tôi là ai sao. Mỗi lần tôi đi đâu người ta cũng niềm nở, mà sao tôi tới đây nó họ không có tiếp đãi gì hết. Thí dụ vậy. Cho nên cái người mà chứng sơ thiền á, trong tứ thiền đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà quý vị thường nghe nói đó, thì chứng sơ thiền là chứng gì? Một là ly dục, hai là ly ác pháp, ba trên phương diện tu tập có tầm, có tứ. Ví dụ như là mình ngồi xuống mình ăn cơm, thì mình gắp cái miếng đậu hũ lên, thì khi mình ăn là mình nhìn vô cái tô mà, rồi cái tâm ý mình mới khởi là muốn ăn cái gì. Cho nên mình nhìn vô cái tô có cái miếng đậu hũ, cái mình gắp miếng đậu hũ lên là mình tầm đó. Trong khi mình gắp miếng đậu hũ lên là mình tầm, tại vì trong một cái tô mà tại sao mình không gắp cái gì, mình gắp miếng đó là tầm rồi. Nhưng mà khi mình ăn miếng đậu hũ mình có tứ không? Là mình đang ăn miếng đậu hũ, mình có thưởng thức miếng đậu hũ đó không? Hay là mình vừa để vô miệng miếng đậu hũ là mắt mình tầm tiếp, cái ghế là cái gì ta? Tầm tứ là vậy đó. Cho nên thí dụ như giờ mình nói xin lỗi, ví dụ giờ mình đi kiếm bạn trai, kiếm bạn gái, kiếm người yêu đi, mình tầm á, mà hễ mình chấm người nào rồi là tứ người đó. Xin số phone, hỏi địa chỉ, bắt đầu hẹn uống trà, làm mọi cách để làm sao người đó trở thành cái người yêu của mình. Nhưng thời gian cái thì nó càng ngày càng lạc, cái nó tầm khác, nó tứ khác.
Cho nên trong khi mình tầm á, mình ngồi thiền cũng vậy, hơi thở mình nắm, mình chọn hơi thở rồi thì phải tứ hơi thở. Để chi? Để đưa mình đến đến cái chỗ hỷ lạc. Mình làm cái gì mà mình làm bằng tất cả tâm tư của mình thì tự nhiên cái niềm vui nó có, gọi là hỷ lạc. Và người muốn có được hỷ lạc á, thì sau khi tầm thì người đó phải sống sâu sắc với tứ. Ví dụ như là mình chọn cái ô niệm Phật làm cái thời khóa của mình mỗi ngày, mình chọn rồi là mình tâm rồi, thì bây giờ mình hãy tứ với nó, nghĩa là mình luôn luôn dính với câu niệm Phật và lấy cái câu niệm Phật làm cái thời khóa tu tập của mình liên tục. Và khi mà mình nhất tâm như vậy rồi thì sao? Không còn khởi niệm khác ly dục. Mà người sống được với tâm với tứ thì người đó đâu có làm điều ác. Mà ly ác pháp là gì? Là sát sanh, là trộm cắp, là tà hạnh, là nói dối, là rượu chè cờ bạc. Cái người mà sống được với tâm tứ một cái pháp nào rồi thì họ tự nhiên cứ automatic nó lìa được các pháp. Cho nên cái người đó gọi là chứng sơ thiền. Chứ bây giờ định nghĩa gọn gàng chứng sơ thiền là gì? Là ly. Nhớ không? Ly là lìa. Ly sinh hỷ lạc. Đó, nói gọn câu định nghĩa chứng sơ thiền, ly sinh hỷ lạc. Nghĩa là bây giờ mình nương vào cái pháp tầm tứ và mình đã lìa được cái ác pháp, mình đã lìa được cái dục, và nó tự nhiên nó có niềm vui thôi. Pháp Hòa hay ví dụ vậy đó. Ví dụ như ngày hôm nay nè, người nào mà nghiền thuốc mà 3 ngày nay vô trong đạo tràng đi tu không hút thuốc là người đó chứng sơ thiền, ly sinh hỷ lạc, lìa được cái đó. Cho nên quý vị nhớ là ai cũng có cái tật, mà mình bỏ được cái tật dở của mình mà để cho người ta được hạnh phúc, để người ta được hạnh phúc là mình có hỷ lạc và người kia cũng có hỷ lạc, gọi là ly sinh hỷ lạc. Mà ly đó là gì? Ly ác pháp, ly dục. Có tầm, có tứ, có hỷ lạc. Vậy hỷ lạc là gì? Là cái quả. Còn ly là cái nhân. Cũng giống như mình nói niệm Phật là nhân, tịnh tâm là quả. Hay tịnh niệm Phật là nhân mà vãng sanh là quả. Quán từ bi là nhân, hết sân là quả. Tu trí tuệ là nhân, hết si là quả. Cho nên trong cái sự tu tập vẫn có nhân quả. Bởi vì chúng ta rõ ràng chúng ta gieo cái nhân nào thì chúng ta được cái quả đó. Nhân mà nhịn nhường thì quả là yên ấm. Cho nên tiếng Việt gọi là trong ấm ngoài êm, là mình đã thể hiện được cái đức không tranh cãi bên ngoài và mình đã thể hiện được cái sự tu của mình khắc phục những cái bên trong. Tu là cả một quá trình khắc phục, đó là một sự thật. Chưa bao giờ tụng kinh 3 tiếng. Mà ngày hôm qua ngồi tụng được hết cuốn Địa Tạng. Tụng xong lên nó trời tôi phục tôi ghê. Tại giờ nào giờ tôi có ngồi được vậy đâu. Thí dụ vậy đó. Nghe đồn đâu mà sáng hôm qua cũng thời pháp thoại gần 3 tiếng. 2 tiếng rưỡi, gần 3 tiếng. Vô tiền khoáng hậu.
sáng 2 tiếng rưỡi, chiều 3 tiếng, thì 5 tiếng đó là ly rồi. Nếu mà 5 tiếng đó mà không có pháp, không có tụng là mình đi nằm. Mà với cái ý nghĩa là nằm nghe pháp. Mà nếu mà nằm mà ngủ luôn cái nó cho thầy ru tôi ngủ. Thì quý vị thấy rằng có một cái gì đó mình phải tầm. Ví dụ mình tầm tức là mình tìm kinh mình tụng. Và khi mình mở cuốn kinh ra mình tụng rồi cái tâm mình đi vô trong đó. Tầm tứ. Và khi mà tâm tứ có thì hỷ lạc nó sinh. Ở nhà tôi mà tôi mở cuốn kinh Địa Tạng rồi tôi tụng một năm không rồi nữa. Tại vì mới tụng có mấy trang cái có chuyện này chuyện kia. Không, mà mặc dù nó là không có sao hết, phát tâm tụng chừng nào cũng được, nhưng mà tôi mở cuốn kinh ra tôi tụng một năm trời mà chưa rọi cuốn kinh. Mà bây giờ nếu mà tôi vô trong một cái đạo tràng mà mọi người cùng một cái sở nguyện như vậy, là mình ngồi chung với đại chúng mình tụng, thì 3 tiếng đồng hồ đó là ly dục, ly ác pháp, tầm tứ sinh hỷ lạc, chứng sơ thiền. Vậy ngày hôm qua là sơ thiền hết rồi. Nói sơ thiền là gì? Thiền sơ sơ. Thiền sơ sơ. Thiền sơ sơ là thiền sao? Đại khái vậy đó. Hỏi làm gì cũng gục lên gục xuống dài. Hôm qua mình học về bài kinh cây gai đó, thì Đức Phật mới nói là tiếng ồn là cây gai của thiền, phải không? Phòng hộ các căn. Mà nếu mà mình còn bị những cái tiếng âm thanh sắc tướng bên ngoài là nó là cái gai của người thu xúc lục căn. Sống phạm hạnh mà thân cận với nam hay là nữ, sanh tình cảm là cái gai. Bây giờ ở đây chứng thiền thứ nhất, tiếng ồn là cái gai. Thì bây giờ hồi nãy giờ Pháp Hoàng nói là để giải thích cho đại chúng biết thế nào gọi là chứng sơ thiền. Mình hay nghe ta nói ngồi thiền là chứng được sơ thiền. Thì chứng sơ thiền là mình có thể tạm hiểu là khi chúng ta lìa được những cái đó. Nhưng mà tại vì chúng ta thêm 2 chữ là sơ sơ thôi, nghĩa là ly cũng chút chút vậy. Nhưng mà nhiều khi ly chút mà về ăn double. Bây giờ trong này nói thiền thứ nhất là tiếng ồn. Bây giờ với người chứng thiền thứ hai, tầm tứ là cái gai. Tại sao nói như vậy? Ở cái chỗ sơ thiền thì lại tầm tứ là cái pháp tốt. Mà qua cái nhị thiền thì tầm tứ là không nên. Không phải không nên. Nhưng mà lúc này mình đã đi vào cái tầng thiền thứ hai, nghĩa là cao rồi, sâu rồi. Mình có được cái định. Mình có được cái định cho nên không cần phải tầm tứ nữa. Ví dụ ngồi thiền, bước ngồi xuống một cái thôi, hơi thở nó đi ra liền, và mình nắm lấy hơi thở, đi vào cái định nhẹ nhàng mà không cần nói hít vô thở ra. Mới đầu mình mới tập cái đó. Nhưng mà khi mình thuần rồi thì không cần tâm tứ nữa. Phải là ví dụ á, quý vị đi chợ đó, mà cái chợ nào mình mới vô á là mình phải tầm, phải không? Coi cái hàng nào nằm đầu. Nhưng nếu cái chợ đó mà mình đi 10 năm nay rồi á, thuộc hết mấy cái hàng nằm hàng nào không? Có cần tầm tứ gì nữa không? Không cần. Đi chợ chứng nhị thiền. Không cần tầm tứ nữa. Tại vì sao? Tại vì mình đã rõ ra rồi. Thì cái tu này cũng thế. Cũng giống như là mấy vị nào mới tập chuông mõ đấy không? Trời, mới bắt đầu cầm cái dù lên coi nhớ coi mấy tiếng chuông rồi, mấy tiếng mõ, tay chân nó cứng ngắc à. Nhưng mà khi mà mình rành rỏi rồi đó, đưa cho mình cái chuông là cầm dùi chuông mõ lên, mà tay chân mình cầm rất là linh động, mà tiếng chuông tiếng mõ nghe rất hay. Cái người mà mới tập đó, là họ để ý lắm, họ không biết, chú tâm dữ lắm. Coi chỗ nào mà khoanh cái vòng tròn có làm cái bon. Có nhiều cuốn kinh đâu khoanh.
Thì ông Phanh thì ông thầy trụ trì ông mới dặn, ông thầy chủ lễ ông nói anh lên thỉnh chuông, anh thấy tôi xá là anh làm tiếng. À xá thỉnh bon, xá bon. Cái bữa nọ thầy đang cầm cái giấy phục nguyện, cái thầy rớt. Thầy rớt cái tờ giấy, thầy cúi xuống. Thầy cúi xuống bên này, ông là bon bon. Thầy cúi là bon bon. Bởi vì cái tờ giấy rớt xuống cái lòng bàn rồi nè, rồi ông đâu có thấy nằm đâu, cái ông cuốn cái thầy gọi là bon bon, không có thấy cái ông qua thầy là bon bon. Cũng giống như cái anh đó mà anh đi ăn tiệc vậy đó, mà bà vợ nói ông có cái tật ăn uống không có coi chừng, bây giờ đi tới đâu là tôi cột sợi dây, phải không? Hả, tôi giật cái chân ông cái là sợi dây nó mất cái chân ông là mới được gấp. Ê, bữa nọ đang ngồi ăn cái có con gà nó chạy vô cái nó dướng sợi dây. Nó dướng sợi dây quấn cái nó giật giật gì đẹp phải không, trời cháu ăn lưa liền. Cái người chứng thiền thứ hai là bây giờ tầm tứ là cái gà. Tại vì sao? Bây giờ cái người này sống ở trong định, bất cứ lúc nào họ cũng định được. Tại vì họ nghe, có một ví dụ vậy nè, ví dụ như là người ta mới nói một câu gì đó và mình mới tập với mình, bắt đầu mình lắng nghe, mình hiểu. Có nhiều khi người ta nói một câu mình không hiểu gì hết, chứ không cười, lát tầm tứ hồi cái cười hả hả lên, và hiểu ông nói gì rồi. Thì cái đó là tầm tư. Nhưng mà có những người, người ta linh lợi hơn. Cái người đó vừa nói ra câu nói đó là ta biết nói gì, và người ta vui theo cái câu nói đó liền. Có hôm đó ở chùa bển mấy chú tiểu mèo hoang chó hoang đâu đừng có tới vòng vòng chùa hoài. Rồi mấy chú mà thấy mấy con đó là thế nào cũng đi mua đồ ăn về nuôi tụi nó. Cái bữa nọ khóa tu vừa rồi, Pháp Hoàng mới nói tu hành mà cứ ôm mèo. Người tu cũng được ôm mèo nghe không? Thì mấy chú đâu có hiểu nghĩa mình nói đâu, mà Phật tử lớn thì hiểu hết, cho nên cười cái rần cái nói ủa sao kỳ vậy thầy, mình không được cưng mèo thầy. Thì cái người lớn là ở nhị thiền rồi, nói cái là hiểu cái ý muốn nói cái gì. Nhưng mà đối với cái người mà nó chưa hiểu thì nó phải tầm tứ cái câu đó, nó hiểu được cái đó. Thì Pháp Hòa ví dụ vậy để đại chúng thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta. Bây giờ quý vị thuộc kinh, biết kinh Nhật Tụng đó, mà cái người mà không biết cái gì hết á, trời ơi, mỗi lần mình tụng kinh mà không nói số trang người ta tầm muốn chết luôn, ta lật hoài, nó nằm trong đó hết á. Nhưng mà tại vì người ta đâu có biết trang nào, người ta đâu có thuộc nó ở khoảng nào, mà người ta biết lật ra là trúng liền. Ta phải tầm, tầm xong rồi dò muốn chết luôn. Nam mô A Di Đà Bà, dạ đó, dạ đó, dạ đó. Họ lật được xong rồi, tới hồi họ nhìn được cái chữ đó, coi ta bà ha rồi. Tới hồi họ kiếm được cái bài giảng sanh rồi. Có phải vậy không? Nhưng mà nếu mình biết kinh Nhật Tụng, mình biết chú vãng sanh nằm đâu, mình chỉ nghe tụng cái đó lật liền sau lưng Bát Nhã Tâm Kinh. Là mình nhớ là chú vãng sanh đã nằm sau lưng Bát Nhã Tâm Kinh, chỉ cần đưa cuốn kinh một cái là đi vào ngay cái chỗ đó liền mà không cần tầm nữa. Rồi cái người mà họ chưa biết cái quyển kinh nó nằm, cái bài nó nằm đâu, họ tầm muốn chết luôn. Họ lật hoài mà, lại lưỡi liền. Tới hồi mà họ tìm được cái bài chú giảng sanh là mình giảng sanh luôn tới ta bà. Thì khi mà mình biết thì Pháp Hòa ví dụ như vậy là đại chúng hiểu cái nhị thiền là không cần tầm tứ mà đi vào là có định. Thì cái thiền thứ nhất là ly sinh hỷ lạc, mà thiền thứ hai là định sinh hỷ lạc. Định sinh hỷ lạc. Quý vị chưa biết đắp y,
Thì khi mà quý vị cầm cái y lên, cái quý vị tầm coi khoen một nằm đâu, khoen hai nằm đâu, vậy mà quấn vô còn không rồi nữa. Nhưng mà đối với các vị nào mà đắp y nhung nhuyễn rồi, nắm tấm y lên để vô cái là đúng liền, không cần tầm, không cần tính nữa. Mình chưa biết nấu ăn, mình theo công thức dữ lắm. Nhiều khi biết nấu ăn rồi, không cần công thức mà nhìn là biết món gì vô trước, món gì vô sau. Thấy không? Gọi là định sinh thị lạc. Đó là nhị thiền. Giờ tới tầng thiền thứ ba. Ly hỷ diệu lạc. Cho nên trong này Đức Phật nói thiền thứ ba, hỷ là cái gai. Hỷ với lạc là hai trạng thái vui. Quý vị cười rầm rộ nãy giờ là hỷ, không phải lạc. Còn nếu cái câu gì Pháp Hòa nói, quý vị đem về quý vị chiêm nghiệm, mà quý vị mỉm cười trong thảnh thơi, trong nhẹ nhàng, trong đắc chí, trong tương ưng tâm hành, tâm thức với nhau, lạc. Ví dụ ta hỏi đời là biển khổ, đời là biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Hỷ nè, đó, cười cái răng là hỷ. Nhưng câu đó tối nay mình về mình nằm chiêm nghiệm, à, đời là biển khổ, chỉ có chết mới hết khổ, cho nên qua hết biển khổ là qua đời. Nằm đó mỉm cười, lạc. Cái hỷ là cái mình cười rần rần lên. Nhưng mà cái chiều sâu của tu tập là lạc chứ không phải hỷ. Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Đi vô này gặp chị này, gặp chị kia, nói chuyện vui vẻ, hỷ thôi. Nhưng mà nghe pháp thấm vào tâm, đem về chiêm nghiệm, lấy đó làm sự tu tập là lạc. Cho nên gặp nhau hỏi tu có an lạc không? Dạ an lạc. Trong túi con có ổ muối. Cho nên đối với cái người tu ở mật sơ thiền phải có hỷ lạc. Rồi nhị thiền vẫn còn hỷ, định sinh hỷ lạc. Nhưng mà tới tam thiền là phải ly cái hỷ đó để có được cái lạc ở bên trong, gọi là ly hỷ diệu lạc. Bởi chùa không thể thiếu diệu lạc. Diệu lạc đâu rồi? Diệu lạc là vậy đó, là niềm vui vi diệu. Cho nên cái người tu á, mới đầu tu á, vui. Tại sao? Thấy có đạo tràng thế này. Nhưng mà nếu mình tu tập mà nó sâu lắng rồi á, mà cứ đi tìm cái vui này hoài, tu không có nổi. Mà nếu có nổi đi là bột nổi thôi, chứ nó không phải ở cái mặt mà gọi là sâu sắc trong sự tu. Cho một người xuất gia cũng vậy. Một người xuất gia mà cứ tối ngày cứ thích vui vẻ, mà không có đủ khả năng sống một mình, sống tĩnh lặng, rảnh một cái là bắt cái phone lên, nói này nói kia, tìm người này nói chuyện, thì thật sự tu thì cũng có, nhưng mà cái diệu lạc nó không có. Cho nên trên đường đạo tôi một mình chấp nhận, vui một mình với gió mát trăng thanh. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Người tu là phải đủ khả năng sống một mình mà không buồn tẻ, thì tu mới lâu được. Còn nếu không thì sao? Đừng bỏ em một mình. Trời lạnh lắm, trời lạnh lắm. Và thậm chí muốn tu lên cõi trời mà cuối cùng than, thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Tại vì sao? Lên trời hai đứa hai nơi. Không có ngồi gần được.
Quý vị thấy bước đầu là phải có hỷ lạc. Tới bước thứ hai nó không còn phải tầm tứ, nó không còn mấy cái đó nữa, nó chỉ cần định thôi là sinh hỷ lạc. Nhưng tới thứ ba là gì? Phải ly cái hỷ đó để có được cái diệu lạc. Cho nên Đức Phật nói ở cái thiền thứ ba hỷ là cái gai, bị anh phải có lạc. Ví dụ như cái người mà ta mới tập ăn chay, mình nấu cho người ta đủ các món hết, chứ còn mà rau luộc rồi chấm nước tương rồi chao pha ăn sao nổi. Tại vì họ từ một cái thế giới mà thiên đường mà bắt họ rầm xuống 18 tầng họ chịu gì nổi. Phải cho họ ăn những cái món ăn ngon, chịu khó nấu, biến chế. Thật sự cái đó không phải là ăn mặn nói ngay, mặn chay nói dối, mà đó là một phương tiện. Tại vì người này ở sơ thiền, họ còn tầm tứ dữ lắm. Họ còn cái đó, họ còn gì? Họ còn cái sự ham thích. Nhưng bây giờ mình chuyển cái ham thích họ từ cái ham thích thịt cá đồ mặn chuyển qua ham thích thức ăn chay mà ăn cho ngon. Cho nên đối với mình tu á, là mình mới bước đầu là mình còn thế này, chứ mà khi mà tu càng lâu rồi thì không còn gì hết. Cho nên lúa mà nó càng chín thì nó càng gì? Thơm. Người tu càng chín hương phải tỏa. Lúa càng chín thì càng thơm. Người tu càng lâu tỏa hương thơm. Chứ không phải tu lâu rồi mình ỷ cái tu lâu của mình thì mình lại làm những cái điều, mình nói những cái điều, hay là mình xin lỗi, mình tạm ngoài dùng mình đời là ta đây. Chiếc máy bay nó bay càng cao thì mình phải thấy nó càng nhỏ. Chỉ khi nào nó hạ cánh xuống đất mình mới thấy nó khổng lồ. Cái người mới tu nó khổng lồ như chiếc máy bay vậy đó. Mà tu càng lâu rồi thì cái ngã nhỏ dần nhỏ dần. Mà thậm chí nó bay cao mà chẳng nghe tiếng. Nó làm việc rất lớn mà chẳng bao giờ nó khoe. Còn chỉ khi nó lè phè dưới đất nghe nó rồ rồ. Cho nên mình chứng thiền đó. Mà chứng này là gì? Không lẽ có cái gì nó nổ bung ra rồi sơ thiện bay thấp thấp vậy, nhị thiện bay cỡ này. Ở đây là trạng thái của tâm. Khi mình trạng thái của tâm đó, trạng thái của tâm là khi mình đủ khả năng. Nói như vậy không có nghĩa là chỗ nào vui mình tránh, không phải vậy. Bình thường. Các vị có cười tôi vẫn bình thường, tại vì tôi sống được với cái lạc của tôi. Cái người mà người ta sống được như vậy đó, người ta không cần phải làm những cái điều gọi là rời bỏ gì hết, nhưng mà người ta rất bình thường. Mà cái bình thường không nghĩa là người ta khinh gì hết á, nhưng mà người ta đủ khả năng người ta sống với cái lạc. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa có giải thích hai chữ vi tiếu đó. Đạo Phật thường hay gọi là vi tiếu. Tiếu là cười. Mà cái cười của trong đạo là cười mỉm thôi. Cho nên Đức Phật Di Lặc cười toe toét gọi là cười hoan hỷ. Phật Di Lặc thường ta để ngoài sân, ngoài cửa, hoặc là ta để ở mấy cái đường bước vô gì đó gì đó, là bước đầu anh tới đạo, anh vui vẻ như vậy đó, hỷ như vậy đó. Nhưng mà cái người mà ngồi bên trong tận cùng chánh điện là Phật Thích Ca, một nụ cười vi tiếu mỉm thôi. Không có tượng Phật Thích Ca nào mà nhăn răng ra cười như Phật Di Lặc. Cho nên phía trước chùa là hoan hỷ, là cái bước đầu anh vào chùa, bước chân vào đạo. Nhưng anh đi sâu vô trong rồi thì anh cười một nụ cười mỉm của Đức Phật Thích Ca. Hay lắm.
mình không thấy được mấy cái điểm đó, tu không có gì vui. Mà khi mình thấy được cái đó rồi á, tu hoài tu không chán. Vì sao? Vì mình thấy được mình đang bơi lội trong cả một biển trời Phật pháp, sống hạnh phúc. Bất cứ cách nào tôi vẫn an lạc được. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca Ngài thành đạo rồi đó, Ngài nói: này người cất nhà kia ơi, đây là ruồi, đây là cột, đây là kèo. Trong nhiều kiếp các ngươi đã cất nhà cho ta, hôm nay các ngươi không còn đủ khả năng để giam hãm ta nữa. Cột kèo ruồi đó là gì? Đó là sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn bao bọc nó làm khổ mình. Bây giờ người tu vẫn nương sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà nó chẳng là gì đối với mình nữa. Đấy, chút xíu nữa mình sẽ nói tới cái chỗ gọi là diệt thọ tưởng định. Cho nên nhiều khi trong một cái chùa không ai nói với ai, không có nghĩa là ta giận nhau à, nhưng mà người ta đang sống với cái niềm vui tĩnh lặng. Chuyện gì cần nói mới nói, chuyện gì cũng cần nói, đừng có làm tác động tâm tư của nhau. Mà nói như vậy thì không có nghĩa là không được nói chuyện với nhau, không phải. Khi nào cần cứ nói. Và thậm chí thỉnh thoảng chị em cũng có lúc, huynh đệ cũng có lúc ngồi lại uống trà, uống nước, nói chuyện với nhau, chia sẻ sự tu học. Nhưng mà đủ khả năng trở về tĩnh lặng với chính mình. Và cái thứ ba gọi là gì? Chứng thiền thứ ba là hỷ là cái gai. Với người chứng thiền thứ tư, hơi thở là cái gai. Tại sao lúc đầu chỉ mình hơi thở mà lại tới thứ tư này là gì? À, thiền hồi nãy mình nói là sơ thiền là gì? Ly sanh hỷ lạc. Nhị thiền là định sinh hỷ lạc. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc. Bây giờ thiền thứ tư là gì? Xả niệm thanh tịnh. Nghĩa là mình buông xả tất cả mọi ý niệm nhớ nghĩ, sống được với tĩnh lặng mãi, gọi là chứng tứ thiền. Xả là mình buông ra, hồi mới đầu là mình cần. Ví dụ nha, đại chúng mà mới bắt đầu thì Pháp Hòa phải xài một tiếng chuông. Nhưng mà khi mình ở được cái chỗ tứ thiền rồi á, vừa dứt nguyện đem công đức này đều trọn thành Phật đạo, sự im lặng nó vẫn duy trì. Đó là tứ thiền rồi đó. Còn mới vừa xong cái trời ơi chị khỏe không chị, tôi đau lưng quá, bắt đầu người tiến cái thành ra gì, nó chưa có gì mà vậy. Vậy là mình chưa chứng tứ thiền. Rồi cái gì cái vị kia, người ông thầy chủ lễ ông sợ quá, ông cầm phone lên nói xin đại chúng giữ im lặng, lát nữa mình còn lễ Phật rồi vậy đó. Có sự nhắc nhở, mà có sự nhắc nhở thì còn có khái niệm phải làm gì để giữ cái duy trì này. Còn bây giờ không ai nói ai nữa hết, không cần phải nói gì nữa hết, tự mỗi người sống trong cái tĩnh lặng đó thôi. Đó là tứ thiền. Cũng giống như hồi tối ngồi thiền xong, đại chúng im lặng về phòng ngủ, không ai làm ồn, ai nói gì hết trơn, thí dụ vậy đó. Trường hợp đó là xả niệm thanh tịnh. Xả là buông ra. Mà mình còn bất cứ một cái khái niệm nào, tức là còn có đi tìm đi tứ. Và thậm chí còn phải này còn phải kia, còn không cần. Cũng giống như ta, có nhiều người ta tu tập sâu sắc á, ta ngồi xuống là ta nhập định. Ta nhập định là gì? Không phải là ngủ à. Nhập định không phải ngủ. Nhập định là người ta ngồi xuống tĩnh lặng mà người ta không bị dao động
bởi tiếng, bởi ảnh cảnh bên ngoài, tâm người ta lặng lẽ suốt biết, cái đó gọi là nhập định. Và thậm chí người ta vô định sâu rồi đó, những cái tiếng ồn bên ngoài họ còn không nghe nữa đó. Giống như quý vị đọc chuyện Ngài Hư Vân đó, Ngài kể là có một ngày đó Ngài luộc mấy củ khoai, rồi trong khi chờ khoai chín thì Ngài ngồi thiền. Vậy mà tới hồi Ngài xả thiền là nồi khoai nó móc lên rồi. Thì khi mà móc lên Ngài tưởng đâu là Ngài chỉ ngồi có một buổi à, chừng nửa tiếng đồng hồ để chờ khoai chín, ai ngờ đâu Ngài đã ngồi suốt một thời gian dài, có thể mấy ngày trở lên, khoai nó móc lên rồi. Thế là cái người mà nhập định đó, là người ta thấy, người ta ở trong cái định đó, nó không phải là người ta sống bằng cái thời gian bên ngoài nữa. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, hôm nào đại chúng nghe Pháp á, mà một vị thầy nào nói Pháp vui, mà mình nghe mình thích thú, quên cả giờ, ngồi một tiếng đồng hồ mà sao thấy mau quá, có phải không? Còn cái là lúc đó không có dở đồng hồ nữa. Còn nếu mà ông bữa đó ông giảng mà nghe dở quá, cái dịch đồng hồ hoài, cái này là còn niệm. Còn khi nào mà ông thầy nào ông giảng mình quên giờ giấc, lúc đó không nhớ tới cái chuyện gọi là coi giờ luôn, không nhớ tới cái chuyện mình đói bụng luôn, gọi là xả niệm thanh, xả niệm thanh tịnh. Còn khi mình cái gì mình không thích rồi lại cứ coi giờ, để ý coi cái người nào mình thích, cái người ta sắp sửa đi về, ngồi chơi đi còn sớm mà. Còn người nào mà nó ưa, dạ thôi cũng tối rồi về nghỉ. Mình nói ví dụ vậy đó. Tới khi mà mình thích một cái gì rồi á, mình trụ nó trong đó rồi đó, tự nhiên tất cả những cái khác mình không nhớ nghĩ gì nữa. Không còn có đồng hồ. Trong kinh Pháp Hoa nói có những vị mà người ta ngồi nghe Pháp cái gì đó, trải qua bao nhiêu năm mà tưởng chừng như một bữa ăn đó. Nhớ không? Thì cái hình ảnh đó là để nói lên cái người mà đã nhập định rồi thì không còn nhớ nghĩ những cái khác. Cũng giống như là có nhiều người mà người ta ghiền cái gì rồi là người ta quên hết giờ giấc. Bây giờ mấy đứa nít coi, đưa nó cái iPhone với cái game rồi thôi, nó nhập định luôn, tứ thiền luôn. Nó vô tứ thiền luôn. Nó không còn nhớ nghĩ gì, không biết cái gì người xung quanh nữa, thậm chí không còn đói nữa, kêu nó ăn nó không đói nữa. Nhưng mà nói vậy nghĩa là nó chứng tứ thiền. Nó sống trong quên lãng, có một cái gì đó hấp dẫn nó quên trong quên lãng. Thành thử ra cái đó là cũng quên tất cả nhưng mà quên trong quên lãng, lấy một cái khác để quên cái này. Mà cái đó gọi là gì? Sống sai chết mộng. Ví dụ như có nhiều người ta bỏ thuốc, bỏ cái hút thuốc, nhưng mà ta hít cái ống mà cái ống gì đó, cái ống thuốc mà bằng electric bây giờ, thì cũng cái đó đâu tốt đâu, phải không? Thật chẳng qua là trong cuộc đời này nó thay đổi cái đối tượng tham đắm vậy thôi. Hay mình nói ví dụ khách khác là ghiền thuốc và bỏ thuốc cái nhai xương gâm, tới hồi hết ghiền thuốc cái ghiền gâm. Cuộc đời nó cũng y vậy. Là nếu mình không có đủ khả năng định tĩnh là mình sẽ bị cái này nó lôi với một cái hình thức khác vậy thôi. Chơi người tu á, dù mình tu mà cũng phải có tỉnh giác ở sự tu hành của mình. Mình tu mà mình biết là mình đang ở vị trí nào để tu. Ví dụ mình là một người cư sĩ còn gia đình, thì mình phải biết cái vị trí tu tập của mình là một cư sĩ. Mình phải có bổn phận với gia đình ngoài chuyện tu tập. Nhưng mà nếu mình là một tu sĩ xuất gia thì mình không thể dính dáng chuyện khác nữa ngoài cái chuyện đầu tư đời mình vào cái chuyện tu hành. Nó rõ vậy thôi. Cho nên cái chứng thiền thứ tư, cái ở một cái bước đầu là chúng ta mượn hơi thở, như Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng hoài, đó là bước đầu trong sự tu tập. Bởi vì cái tâm mình còn phóng nhảy, cho mình lấy hơi thở làm cái gì, cái đề mục tầm tứ để có được cái hỷ lạc. Mình chưa gì hết trơn nghe. Mình là zero,
Trong tứ thiền mình có chưa có thiền gì chứ, ngoài cái ngũ thiền. Mình hay cái vậy đó, tu mà cho chứng tứ thiền thì không, chứ còn ngũ thiền là giọt. Cũng giống như Pháp Hòa hay chọc, nói Phật giáo có ba thừa: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Giờ mình tu sao bỏ ba thừa nó nhảy lên thừa là đổ thừa. Thay vì chứng tứ thiền, giờ mình ngũ thiền. Với người đã đạt được diệt thọ tưởng định, thọ, tưởng và thọ là cái gai. Cái người mà chứng được cái thiền gọi là diệt được cái tưởng, cái thọ. Tưởng là gì? Là cái tưởng tượng của mình. Thọ là gì? Cảm thọ. Ví dụ ha, mình chưa gặp cái người đó, lâu nay mình chỉ quen trên phone thôi, Facebook, hẹn nhau rồi. Trên đường lái xe bắt đầu mình tưởng, một lát mình bước xuống xe mình gặp cái người đó ha, cái mình sẽ chạy tới mình ôm, mình nắm tay cái người đó. Tưởng tượng và thọ. Và cái người đó sẽ niềm nở với mình, sẽ dẫn mình vô một góc ngồi nói chuyện, tâm tình nói chuyện vậy. Tới hồi gặp cái chất vớt hết trơn. Thì hồi nãy là mình sống bằng cái gì? Cái tưởng và cái thọ. Nhưng mà cái người mà ở diệt được cái tưởng cái thọ đó, thì người đó mới có được cái định tĩnh trong cuộc sống. Có nhiều khi mình làm một cái việc gì, mình cứ tưởng tượng. Mình tưởng tượng là mình được cái đó, mình sẽ được vui vậy nè. Cái vui là gì? Là một cảm thọ. Buồn cũng là một cảm thọ. Nhưng mà thọ vui, thọ buồn thủy chung cũng khổ. Tại sao? Tại vì nó là vô thường. Mà mình không biết thọ là vô thường. Mà hãy mà thọ vui một cái là muốn nắm lấy cái niềm vui này hoài không bỏ. Và có nhiều người ấy, người ta khổ một cái rồi ta bám cái khổ, ta sống với cái khổ đó hoài, ta không buông, mặc dù miệng vẫn nói làm sao tôi hết khổ, nhưng mà không buông được cái đó. Muốn khổ, muốn hết khổ thì phải buông. Mà miệng thì nói muốn hết khổ, mà lòng thì vẫn chưa buông được. Cho nên cứ thọ khổ. Và thậm chí bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như này, có nhiều người độc thân, mình bắt đầu là tưởng tượng, trời ơi mai mốt tôi già rồi sao ta, tôi vừa dưỡng lão rồi ai vô thăm tôi ta. Đủ thứ hết, mà chuyện nó chưa tới mà cứ ngồi tưởng tượng rồi thọ, chắc lúc đó buồn lắm hé. Thành nữ ra người mà không còn thọ, không còn tưởng, thì mình mới sống được cái đời sống an lạc, bình tĩnh. Con người mình nó có ba cái thọ. Một là thọ khổ, hai là thọ vui, ba là thọ trung tính. Thọ trung tính là ví dụ như mình đang ngồi vậy, ta nói sao anh có gì vui? Dạ không, bình thường. Thì cái bình thường là trung tính. Dù là trung tính, dù là vui, dù là buồn, thì ba cái đó nó cũng là vô thường. Tại vì đang bình thường vậy mà ai chọc mình cái có thể cười, hoặc là cũng có thể giận tức, khóc lóc. Cho nên người thọ, người mà đạt được cái định, gọi là cái định của diệt được cái thọ tưởng. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật chứng cái gì? Đức Phật chứng cái thiền gì mà gọi là chứng thành Phật? Cái thiền mà Phật chứng gọi là diệt tận định. Định lực đủ khả năng diệt sạch tất cả mọi vọng niệm. Đó là cái thiền mà Phật chứng để thành Phật. Diệt tận định. Còn mình bây giờ cũng diệt, mà diệt sơ sơ, mà thậm chí diệt còn chừa nữa. Giống như lặt rau vậy đó. Lá nào mà héo héo mình bỏ xuống rồi, nhưng mà ăn lá cũng bươi lên coi coi còn sót không, lụm lại. Thì ở cái mặt nhiều khi mình nhìn vậy đó, là mình thấy y chang như cuộc sống của chúng ta đây. Có những chúng ta có những cái mình bỏ rồi nhưng mà cũng hơi tiếc tiếc, lụm lại. Thành thử ra mình cứ lẩn quẩn hoài mà không thoát. Rồi bây giờ Phật nói tiếp.
Với người đã đạt được diệt thọ tưởng định, thọ tưởng là cái gai, tham là cái gai, sân là cái gai, si là cái gai. Pháp Hòa hay gần đây thỉnh thoảng Hòa có giải thích cái chỗ gọi là tham và sân và si. Không phải là đợi đến khi nào mà mình bốc cái đó bỏ túi mới kêu tham, mà ngay cả cái ý muốn nó đã là khởi là nó đã thể hiện cái tham rồi. Cho nên nhiều khi mình chưa có nói gì hết mà mình vô nụ cười, ví dụ mình vô coi nhà mới, đi coi mua nhà đó, và cái tâm lý mà cái người bán nhà ta nhìn cái cách mình cười, ta nhìn thích mình enjoy là ta biết mình thích rồi đó, là ta câu giá. Chưa nói gì hết mình thể hiện rồi. Ngay cả cái sân đâu phải là đợi mình phát một cái lửa mình nổi lên kêu sân đâu, không phải. Bất cứ một ý niệm nào muốn chống lại cái gì đó đều là sân hết. Như nó áp ấp, nó cộng dần đến khi nào mình tuyên bố, mình la làng lên, chừng đó gọi là sân. Nhưng mà cái đó là sân mà để mà nổ lên rồi thì cái đó là gì? Là kết quả của vô lượng vô số cái sân trước. Cho nên kiểm soát tâm sân á, đừng nghĩ rằng khi nào mình nổi nóng lên mới kêu sân nha. Bất cứ một ý tưởng gì nó khởi lên, nó chống một cái thôi là sân đó. Sân, ví dụ như là cái người, cái bà đó, ông đó nói gì đó, mình khởi một cái ý niệm là mình không thích, mình hỏi trong lòng, trời ơi nó dốc ghê gớm gì mà cũng nói. Ví dụ vậy đó, chưa nói gì hết là trong tâm mình nó fight back, thì tất cả những ý niệm đó đều là trạng thái của sân đó. Si cũng thế. Si không phải đợi khi nào là mình mù mịt gì mới kêu si, mà bất cứ cái gì mà chúng ta không thấy rõ được bản chất của nó đều là si hết. Là một dạng si mê hết. Ví dụ mình nhìn cái hoa mình không biết nè, hoa này đẹp nhưng mà hoa bản chất nó là vô thường, là tạm bợ. Khi mình thấy được như vậy là mình không có si, tại vì lỡ mà nó có rớt xuống nó bể cái liền nó, hoặc là một cơn gió đi tới nó rớt xuống nó hư dập hết. Thấy được bản chất của nó. Này các tỳ kheo, hãy sống không phải là cái gai. Thì thưa đại chúng ở đây Pháp Hòa xin nhắc ha, hãy sống không phải là cái gai. Vì trong cuộc sống này á, tất cả những cái gì nó cũng có thể đến với mình, nhưng mà mình cứ nhẹ nhàng mọi thứ để nó không trở thành một cái gai cho mình. Nhưng mà cũng có thể cái gì nó cũng có thể, cái gì mà mình không ưng ý là nó là cái gai của mình đó. Ví dụ là mình đang ngồi thiền mà người ai mà cứ đứng lên đứng xuống, đi mở cửa mở ra hoài, mình rất là khó chịu, thì cái tiếng bây giờ nó trở thành cái gai của sự ngồi thiền. Mình không ưa cái người đó mà họ cứ lải nhải mà lỗ tai mà hoài, thì cái người đó là cái gai của mình. Thì ở đây không phải là mình biểu họ đi đâu hết á, mà hãy sống với không cái gai. Nghĩa là mình vẫn có thể gặp gỡ những người đó giờ đi đâu. Cái quan trọng là cái cách sống không gai của mình, chứ không phải diệt cái người đó. Và cái điều này chúng ta cần thực tập, tại vì chính mình mới là cái tác nhân của vui khổ ở nơi mình, chứ không phải người khác. Ví dụ bây giờ quý vị đến đây mà bây giờ cái môi trường này nó không có gì khác hơn là nó chỉ là vậy thôi, thì hãy sống không là cái gai. Trời ơi trời gì mưa hoài, chùa gì mà không có đường đi gì hết, thí dụ vậy. Tất cả cái môi trường sống, nhiều khi mình đã rơi rớt vào cái hoàn cảnh như vậy, thì bây giờ mình sao mình dẹp họ? Ví dụ lỡ mình gặp một cái người đối tượng của mình là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là ai đó trong gia đình mình, không lẽ mình dẹp họ sao? Cái quan trọng là sống không cái gai. Giống như ngày hôm qua họ nói vậy đó, mình sống với cái không có cái ác pháp, chứ không phải là mình giết cái người ác.
Mình làm sao mình thanh lọc cái môi trường đó, chứ không phải là cái người bị ô nhiễm. Này các tỳ kheo, hãy sống không phải là cây gai. Này các tỳ kheo, hãy sống rời khỏi cây gai. Này các tỳ kheo, hãy sống không phải là cây gai. Nhiều khi mình lấy cái gai của người ta, mình làm cái gai của mình đó, mình không hay á. Thí dụ á, Pháp Hòa hay ví dụ đó, cái người đó thấy ghét lắm. Mà khi mình biểu lộ cái chữ thấy ghét, mình phải làm sao? Mình phải biểu lộ. Cái miệng mình phải trề một chút, con mắt mình phải hấy quýt một chút. Thì mình, cái người ghét đó là một cái gai mà chính mình đã biến cái hình ảnh của người đó trở thành một cái gai ở trong tâm. Và mình trở thành một cái gai do một cái cảnh nào đó. Không bao giờ mình diễn đạt cái người đó thấy ghét mà mình cười vui, mình hạnh phúc hết đó. Mình phải biểu lộ cái chữ thấy ghét cho nó tận cùng, cho tới bến. Thậm chí mình phải nghiến răng cái nữa, hay thế này hay thế kia, để người khác hiểu cái người đó ghét cỡ nào. Cho nên Đức Phật nói rất hay: này các tỳ kheo, này các vị, hãy sống rời khỏi cái gai. Sống không phải là cái gai. Hãy sống không phải là cái gai và rời khỏi cái gai. Này các tỳ kheo, không có cái gai là bậc A-la-hán. Dễ sợ chưa? Khi nào mình sống mà không có còn một cái gì mà nó làm nó như vậy thì đâu có dễ, phải không? Nếu mà dễ thì mình thành A-la-hớn hết rồi. A-la-hán có ba nghĩa: một là ứng cúng, hai là gì? Sát tặc. Sát tặc là gì? Đủ người, đủ khả năng diệt giặc phiền não. Chữ tặc là giặc. Mà sát tặc thì không có nghĩa là gặp ai sát đấy. Diệt giặc phiền não gọi là sát tặc. Nghĩa thứ hai của chữ A-la-hớn. Mà người mà sát tặc được rồi á, thì người này đủ khả năng nhận sự cúng dường của người khác, gọi là ứng cúng. Ứng cúng là gì? Là có khả năng tiếp nhận sự cúng dường của người khác. Người đó đáng được cúng dường. Nghĩa thứ ba là vô sanh. Vô sanh là gì? Không còn sự sanh khổ đau. Còn bây giờ mình là sanh tử liên miên, sáng khổ chiều vui sáng khổ. Cho nên Đức Phật nói: này các tỳ kheo, rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. A-la-hán là tiếng phiên âm của tiếng Phạn A-ra-hát. Và chúng ta dịch nghĩa A-ra-hán là gì? Là sát tặc, là ứng cúng, là vô sanh. Mà nếu trên đời này cái gì cũng dễ làm thì ai cũng là A-la-hán. Nhưng mà khó nhưng không có nghĩa là không làm được. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, trong tứ thiền mình chưa đạt được, ít nhất mình cũng được tới sơ thiền, nhị thiền hay là tam thiền, chứ đâu phải là mình không được gì hết đâu. Bây giờ mình nghiệm lại là mấy ngày nay là mình cũng được sơ thiền rồi đó, gọi là thiền sơ sơ. Tới tối rồi, sáng này cũng ngủ dậy rồi cũng xuống đây nè, rồi ngồi tỉnh được mấy phút đầu, rồi lát là bắt đầu thiền sơ sơ. Vô pháp thoại là thầy mới vừa bắt đầu là mình cũng bắt đầu hơi sơ sơ thiền rồi đó. Thì mới ăn no bắt vô ngồi liền, lát trường thiền dữ nữa. Cho nên cái bài kinh này gọi là tên là kinh cây gai. Và gai là gì? Là cái gì đó nó không có to. Gai nó không phải là đinh, nó là một cái gì nó rất nhỏ nhỏ mà nó có đủ khả năng rách áo nha. Quý vị thấy người ta làm cái kẽm gai để mà đừng để ngăn cản trộm vô nhà.
Hồi dưới quê mình giặt quần áo xong mình hay bắt lên mấy cái thành kẽm gai đó mình phơi. Nhiều bữa nào mà trời tốt mình ra mình lấy quần áo đó thì mình lấy từ từ, chứ nào cũng có cái nào rách hết đó. Mà hễ mà trời mưa một cái coi thế nào cũng có rách áo à. Tại sao? Gấp quá mình kéo đại thì những cái gai đó nó xước áo. Thì có nhiều cơ khi trong cuộc sống của mình bị thương nặng thì không bị thương nhưng bị xước trầy da hoại. Có nhiều người da lành đó thì xước xong rồi vài ngày sau nó lành, mà có nhiều người da độc đó thì xước xong là mủ. Thật ra cái mặt cũng giống như là mình người có một cái chuyện rất nhỏ mà mình đã thành nó, mình đã biến nó trở thành một cái gì đó rất là nghiêm trọng rồi, để rồi mình không thể chuyển hóa được nữa. Cho nên cẩn thận, cái gai cái tuy nó nhỏ nhưng mà nó cũng nhiều khi chính vì nhỏ quá mà mình lại sơ ý, mà chính cái sơ ý thì chúng ta dễ vướng. Giống như mình đi nói đi hái hoa hồng thì ai cũng biết hồng có gai, cho nên cẩn thận. Nhưng mà thí dụ như giờ mình đi tước cái cây gì mình ăn mà nó có cái gai trong cái nhánh đó. À gì, kỷ tử, cây cẩu kỷ nó cũng có gai nhọn nhọn nhưng mà nó không có mạnh như là cái gai hồng. Nhưng mà tước cũng phải cẩn thận, tại vì có cái gai non thì nó đỡ, chứ có gai già thì nó cứng hơn, nó xước mình trời tài. Hay thậm chí mình đi vào trong một cái bãi sa mạc rất nhiều xương rồng thì cái gai xương rồng nó nhỏ 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 vậy đó, nhưng mà nó cũng có thể làm cho mình vướng áo, xước chỉ, vân vân. Thì trong cuộc sống của chúng ta, trên cái con đường tu tập của chúng ta cẩn thận, tại vì có nhiều khi có những cái gai nó nhỏ nhỏ mà chúng ta lễ nó không ra, và thậm chí để cái gai đó hoài trong lòng cho tới giờ phút cuối cùng chúng ta chết. Họ chết vì sao? Vì trúng gai, thay vì ta trúng độc. Xước gai mà chết thì nó uổng quá. Giống như có ông đó, ông nói chờ hỏi vợ chứ thôi chết à, hỏi sao chết vậy, chuột cắn. Thôi thì sáng hôm nay mình học tiếp bài kinh này, có cái đề tài là cây gai. Thì mong đại chúng chúng ta qua bài kinh này thì chúng ta thấy như Pháp Hòa có nói ngày hôm qua vậy đó, tuy rằng bài kinh ngắn thôi nhưng mà thật sự là cả một quá trình thiền quán tu tập cho tất cả chúng ta. Thì đại chúng cũng thấy nhiều khi một câu nói, một bài kinh ngắn nhưng mà sự tu tập quá sâu. Như một cái câu thuyết pháp của Đức Phật ngắn mà quá nhiều chi tiết. Không? Thì Đức Phật mới nói dù làm vua cõi trời, dù làm chúa cõi trời, dù làm vua cõi đất cũng không thể nào sánh bằng được với cái người an lạc nghe pháp. Khi mà công tử con của ông trưởng giả Cấp Cô Đồng nghe pháp mà thấm nhuần rồi thì Đức Phật nói câu pháp cú đó, đó. Dù là vua của cõi trời, dù là vua cõi đất, dù là chúa cõi trời cũng không thể nào sánh được với một người chứng được hạnh phúc khi nghe pháp. Tại sao? Tại vì vua chúa gì họ cũng sống bằng quyền lực, chỉ có người nghe pháp sống bằng nội tâm, và chính nội tâm nó mới chuyển hóa được khổ đau. Còn làm vua mà không khéo thì mình sẽ khổ càng lớn, tại vì mình không vượt được tất cả những cái lôi kéo bên ngoài, cái quyền lực của mình có. Và trước khi thấy công tử này là một người hiểu đạo thì ông là một người ghét Phật lắm, ông không có thích. Và thậm chí là ông đi nghe pháp là vì ba ông mướn ông đi nghe, chứ không ai muốn nghe đâu. Ở đây có ai được mướn nghe pháp không? Công tử Kala đó là con của trưởng giả Cấp Cô Độc, là không chịu đi thọ bát quan trai. Rồi Đức Phật ông thấy ông này mới nói, ông mới lập cái kế. Ông nói con ơi con, bữa nay chùa có Đức Thế Tôn có truyền bát quan trai, con đi tu giùm ba đi con. Con lên con tu một ngày trên đó, về đây cho trả con 1.000 đồng.
Ông nghe ngàn đồng khoái qua, ông lên chùa, ông thọ Quán Quan Trai. Rồi lần sau nữa Đức Phật ông mới nói, con bữa nay Đức Thế Tôn nói pháp á, con lên con nghe pháp đi con, ba trả con 3.000. Rồi ông đi nghe pháp. Rồi nghe pháp về hỏi con có hiểu, con hiểu. Ba đâu có nói gì đâu, ba chỉ biểu ngồi nghe thôi mà. Thành tử ra nghe mà đâu có nhớ đâu có gì đâu. Rồi cũng giống như giờ mà mình nghe pháp mà cũng cứ bắt cái ghế đâu ngồi ngồi vậy đó, nhưng mà ngủ hay làm gì đó thì cũng lấy tiền. Cái lần sau cái ông trưởng giả cấp cô động lập kế, ông nói con bây giờ mà con nghe pháp mà con thuộc được câu nào đó, con về con nói lại cho ba nghe, ba trả con 8.000. Ông cũng đi vô ông nghe xong rồi bài pháp cái ông đi về. Ông đi dọc đường nó chết, ông già dặn mình phải nhớ, mà mình không nhớ, mình không về, mình không lập được cái gì hết trơn, sao lấy tiền. Ông trở lại, khi mà ông trở lại ông nghe pháp lần này á, ông nghe mà cái người muốn nghe pháp thì phải nghe sao? Nghe chăm chú. Thành thử ra muốn nghe pháp nghe chăm chú, kỳ này ông hiểu pháp, ông thực hiện ngay chủ nghe pháp, ông chứng sơ thiền liền. Ta xin lỗi, ông chứng sơ quả Tu Đà Hoàn lúc đó. Nhưng mà khi mà ông chống lại cái chuyện mà gọi là cha mình đi cúng dường cho Đức Phật á, thấy không? Khi mà Đức Phật biết tâm niệm của công tử Ca La là chống bán cái chuyện cúng dường bố thí rồi đó. Đức Phật nói một câu kệ trong kinh Pháp Cú. Đức Phật nói là người ngu thì chống bố thí, người trí thì tùy hỷ với người bố thí. Mình không có tiền bố thí, thấy không? Mình chống bán làm gì, sao mình tùy hỷ đi, thấy không? Thì Phật nói câu Pháp Cú đó. Nhưng mà khi mà ông trở về gặp trưởng giả cấp cô độc, trưởng giả cấp cô độc nói bữa nay con nghe được cái gì Thế Tôn nói, con lặp lại cho ba nghe. Ông lặp lại, hay quá, thôi bây giờ ba đi lấy tiền trả con nghe. Ông nói dạ thôi khỏi. Tại sao khỏi? Vì ông chứng quả rồi. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi mình đi nghe pháp nhưng mà thật sự mình chỉ nghe thôi chứ không có pháp. Tại vì nghe pháp là phải nghe cho thấu cái pháp. Mà trong bốn cách nghe, cái đó gọi là nghe mà nghe. Nghe mà nghe nghĩa là mình nghe tiếng nói và mình nghe luôn giáo pháp. Còn không chỉ ngồi đó nghe mà không hiểu gì hết thì chỉ nghe mà không có pháp. Cũng giống như nói ăn chay, nhiều khi mình ăn thì nhiều chứ chay không mấy mất. Chay là này nè, chay là cái tâm chay, thấy không? Thành thử ra cẩn thận, nhiều khi mình ăn thì có mà chay thì không. Mà nói cho đúng là ăn chay. Ăn chay là gì? Là ăn sự trong sạch tinh khiết. Mà cái món ăn đó nó nuôi mình để mình sống, mà mình sống một cuộc sống trong lành. Thì cái người mà chứng quả thì đâu cần nữa. Khi mà ông chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn thì đâu cần tiền nữa. Cho nên cái bài pháp ngắn, cái bài kinh ngắn, nhưng mà cái sự tu tập rất nhiều. Cũng thế, nhiều khi một lời nói ngắn nhưng mà nó đem lại cho chúng ta một quá trình tu tập rất cao. Những cái câu mà ta thường nói nhiều khi nó lại là một cái đề mục cho chúng ta quán chiếu rất nhiều trong cuộc sống. Đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Chỗ nào chật là mình phải chen với lấn à. Mà cái chỗ nào mênh mông thì chẳng thấy ai tới. Thầy nữ ngày xưa người ta cũng nói câu vậy đó: thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tập. Thiên đường có cửa không thấy ai tới, không thấy ai hỏi đường để tới hết. Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, vấn là hỏi, không ai hỏi đường tới đó. Địa ngục vô môn hữu khách tập, địa ngục không có cửa mà nhiều người tới quá. Đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Thôi chúc đại chúng an lạc.